đây có anh Đạt, anh Hải Nguyễn lại lựa chuyện gì nghe các bạn, là kinh nghiệm của anh nè, là anh nói rồi anh Hải. Dạ. Không biết lựa gì, thấy con nào nhỏ bắt thôi. Nè anh Hải thì anh nói con nào nhỏ trong ổ thì bắt. Thấy con nào ức thưa thưa thì rồi, khả năng chống nhiều hơn. Ức thưa là khả năng chống nha các bạn, cái này kinh nghiệm của anh Hải, hai con mà hai con đúng chung ổ luôn nha. Đây là kinh nghiệm thôi chứ còn mình cũng không biết chính xác được. Mày chấm hay mày máy? Trời, cảnh lửa con nhỏ các bạn. Đó. Có hai con à. Mày sắp khách tới nhà lựa nha các bạn. Rồi chào nha các bạn. Nay có đi đánh quay cho các bạn coi nha. Nay đi vô vườn mình bọc mít nha các bạn. Đi lại thăm cái gọc cây chảo ơi. Đây nè bạn. Trời ơi, dính được con mười việt con đâu. Trời ơi, nó rụng lông đu rồi nè. Hai ngày nay không vô, hôm qua không có vô nha các bạn nè. Lông nó rớt nè. Trời ơi, con mười việt con banh mẹ cái lồng còn gì nữa, méo cái hòm hết trơn rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình đặt trâu chảo mà nó dính bìm bịp nha các bạn. Trời ơi, thua luôn. Banh mẹ cái. Hai ngày nay không vô. Trời. Rồi xong, giờ mình gửi xuống mình bắt nha các bạn. Trời. Hư mẹ cái lồng rồi. Rồi hồi bỏ đâu nữa đây? Không có chỗ bỏ nữa. À mà quên ha. Quên. Mới mua mấy cái bao mít. Trời ơi. Đây còn cái nè. Ông ơi, sao mà vô đây ta? Con gì vô đây nó ăn con gì ta? Ở đây là. Rồi để đi, mình lấy cái bao đựng mít rồi mình bỏ nó vô mới được. Mới mua mấy cái bao. Đây mấy cái bao, mấy bao để bao mít nha các bạn. Rồi, áo ra, bắt nó vô. Đi vườn đây. Rồi đựng mít. Bắt nó ra. Banh hết trơn các bạn ơi. Này đặt vào chảo mà dính. Rồi có con tay một nha các bạn, để bỏ ra bắt cho các bạn coi nha. Đây nè các bạn. Ui. Bịp con. Rồi bỏ vô bao nha các bạn. Có con tay mà không mấy được. Trời, rồi mình sửa lại cái hôm nha các bạn kìa. Bên cái hôm mặt trơn rồi nào gì vậy nó nè. Méo mó hết trơn. Này sao dính được trời. Thiệt là tình. Rồi thôi giờ mình sửa lại cái mình đặt lại nha các bạn. Đó nè. Kìa nó nè. Chạy kìa. Rồi chào các bạn nha. Đây nè. Trời ơi, thêm cái nữa. Ba ngày, hai ngày nay không có vô vườn. Trời ơi, con chuột. Dính gập nè. Đặt ngay chân đường mòn nó khóa vườn. Con chuột hết biết bự. Chết ngắt, thúi, banh xét luôn. Đây cái gập đó nè các bạn. Này, cái gập đó đó. Đặt nó ngay đường mòn mà. Không có mồi mạng chứ. Chui vô. Mà hai ngày nay không vô. Bởi vì chết thúi âm. Rồi, mình đi bao mít nha các bạn. Đây. Mới mua ghé mua thêm 20 bao nữa nè. Bao 20 rồi giờ bao thêm 20 nữa. Rồi, mình đi nha. Bao lại để không có bị sầu. Giá mít bẹo quá. Ớt nè. Rồi ớt hiểm nè. Mẹ hồi hái mới đọt về mình, chiều mình là nấu canh nè. Nè mấy trái bao rồi nè các bạn. Đó cái mít chấm nè.
bao để cho không bị sâu nha các bạn. Nếu mình ít thuốc không bị đục nó ăn trái. Trời ơi. Đây nè các bạn thấy gì không? Nè. Chắc ổ nó gần đây rồi nè các bạn. Này. Thấy không? Này này. Bởi vì mới nghe bịp 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 vòng vòng đâu đây nè. Quá trời luôn cái này. Chết mày với tao. Chiều nay làm cái gập lấy gập vô đây đặt. Lụm. Nè đây các bạn. Cái mít rồi. Cái mít cá bao rồi, bằng bắp dế rồi. Đây cái mít chưa vào nè. Bỏ cái mít này nha. Ồ, cái này. Rồi cái này bị lép chút đỉnh rồi. Không sao. Cái này dẫn được. Ok, cái này không có bị cái cuốn bự, không có bị đây. Trời ơi, còn trái trên kia đó kìa các bạn. Rồi cái đó cắt bỏ trên đọt mình không để cho các bạn. Chút lấy cây kéo leo lên cắt bỏ. Nè, hai trái này. Trái này bỏ nha các bạn. Giờ mình cái này mình giữ lấy hai trái ra. Nè, cắt bỏ trái này luôn. Bỏ. Ôi, trái này móp méo rồi, thôi cắt bỏ luôn nha các bạn. Bỏ. Giữ lại trái đó đó. Chút mình leo trên bọc rồi đó, lấy ghế cào. Này. À, ok. Đây các bạn, bơm mình bao trái nè. Bơm bao trái rồi các bạn. Này cho trái này đấy nha. Dọn cỏ đàng hoàng. Cây này. Đây hai trái được. Đây. Giờ mình bọc vô. Lấy cái bao bao vô. Con tay sao bao. Đây. Này mình cầm vô. Có cầm gút nè, hai cầm gút gút cái treo lên nó xong nha các bạn. Rồi, cây này xong hai trái các bạn, đó bên đó một trái nữa các bạn. Trái này bự rồi. Trái này bự lắm. Rồi, trái này nhỏ. Đây, trái mít cần phải bao này các bạn. Cái màu này nè, cái màu này là phải bự nha các bạn, để nó bị ấy nha. Cái màu này mà không bự lên là bị sơ đen nha các bạn. Đó, đây trái nè. Nằm dưới đây một trái, cho đây một trái. Cái này bự rồi, mình để hai trái được. Đây, mình bao trồng vô đây, cái mình rút lên đây. Cho nó treo lên, để cho không bị sâu. Mình bao xong qua cho các bạn coi nha. Cái này các bạn, thấy không? Mình rút vô, có gì rút vô nè. Rút vô đây, cái treo ngược lên đây. Đây, treo lên đây. Đó, xong. Cái mít nằm trong đây. Rồi cái này nữa. Rồi. Hai cái cuối cùng của các bạn hết nữa à. Mua 20 cái mà thiếu nữa rồi. Còn mới có 3 bờ, còn bờ nữa. Đây cái này nè. Hai trái. Rồi, kết thúc nha các bạn. Hôm nay đã đi mua 20 cái nữa mới đủ. Tưởng là đếm qua có bốn mấy trái ai ngờ đâu. Mới có 3 bờ, còn bờ nữa. Bờ chắc khoảng 7-8 trái, 10 trái nữa. Rồi, chào các bạn nha. Để có đi đánh thì quay cho các bạn coi. Đánh bịp quay cho các bạn coi. Rồi, chào các bạn. Đi ruộng là có màu nè các bạn. Con bìm bịp. Bìm bịp nó dính bẫy nè. Đó, cá dưới mưa nè. Mình câu con cá dầu nè các bạn. Câu con này chắc khoảng 1,5-2,7. Rồi, đây. Này đem về mình chút xíu mình nướng muối ớt nè các bạn ơi. Này tự nhiên thèm cá giòn nướng muối ớt. Đó về mình bỏ cái đầu lại mình lấy khúc giữa thôi mình nướng. Này con này khoảng 1,5-1,7. Cá với hầm mà, cá mình nuôi mà. Sạch bon. Rồi, hồi các bạn theo mình nha. Và hồi ăn với mình nha. Rồi chào. Rồi chào mừng các bạn quay lại với kênh Chính Dương TV. Mình ghét cái này nha các bạn. Đây. Cái này hơi khó ăn mà kệ đi, không có chỗ để.
Được con không ạ? Rồi, kết thúc video nha các bạn. Rồi, chào các bạn, lần này được con trống. Đây, được con nha các bạn.
con trống. Đây, con trống là cái mỏ nó nè, mỏ nó nhỏ xíu nè, chừng nhỏ xíu. Rồi chào các bạn nha.